con ngựa sắt của em đây, nó thường xuyên cập nhật những mẫu nhà mới để chia sẻ cùng với quý vị. Về đặc thù của nhà vườn mái Nhật thì quý vị và khán giả nên thiết kế những cái hệ chuồng chim để làm mát mái ở bên trên. Tuy nhiên là chúng ta phải thiết kế cửa gió chứ không phải là làm kính như này ạ. Chúng ta phải làm cửa gió, cửa chớp để lấy gió, để tạo sự thoáng mát cho ngôi nhà mới là cách làm đúng quý vị nha. Cổng cửa làm rất là đẹp. Những cái đường nét trang trí rất là thẳng phẳng, hiện đại, đẹp. Sảnh chính thiết kế rất to, có hai trụ chính và hai trụ giả, ý nghĩa của nó cũng như tứ trụ triều đình vậy ạ. Thiết kế bốn cột như thế thì chúng ta sẽ tạo cái cảm giác cân xứng và khỏe của công trình quý vị nhé. Thiết kế năm bậc để đi vào trong nhà. Năm bậc, ý nghĩa của năm bậc cũng chính là cung sinh, lên một cung sinh mới cho ngôi nhà và để ngôi nhà nó cao thoáng hơn. Đó. Đi vào phòng thờ kết hợp phòng khách 50 m². Phía bên này là phòng ngủ số 1 và cái điểm này là hai phòng vệ sinh, một phòng tắm, một phòng vệ sinh. Phòng ngoài, phòng tắm, phòng trong, phòng vệ sinh. Nhà em thì nó không có thiết kế đâu, nhưng mà chưa